Và như bạn thấy, gần đây bạn đã thực sự nhìn thấy một khinh khí cầu lớn tuyệt đẹp trên bầu trời Trung Quốc. Thật ra, nó không có dấu hiệu nhận diện. Đây là một gợi ý rõ ràng rằng có lẽ đây là một loại công nghệ quân sự nào đó. Nhưng liệu động cơ của các bạn có thể được lắp đặt trên khinh khí cầu hay không? Hơn nữa, tôi thực sự nghĩ rằng, và thêm vào đó, khả năng nâng của khinh khí cầu có thể đạt tới 10 và 20 tấn. Về cơ bản, khinh khí cầu là một phương tiện di chuyển, sử dụng không phải là động cơ điện truyền thống mà là lực nâng nhờ vào việc làm đầy nó bằng khí hydro hoặc các loại khí khác. Thực sự, trước đây, người ta thường làm nóng không khí để bay lên nhưng để di chuyển theo chiều ngang, các động cơ kéo bổ sung được sử dụng. Và trong hướng này, có sự chuyển động nhưng ở đó thật thú vị vì chủ đề này tự nó đã rất thú vị. Có khả năng sử dụng pin mặt trời. Tất cả đều có thể phụ thuộc vào thiết kế và nhiều yếu tố khác. Nhưng đúng vậy, thực sự, thực tế là cách đây một tháng, khi tôi lái xe gần Quay 2, tôi đã thực sự gửi cho Andrei những bức ảnh về khinh khí cầu đang bay trên không và rất đẹp. Và khi tôi trở về từ sân bay, nó đã di chuyển khoảng 70 km nữa. Nó ở rất cao, tôi không thể quay rõ được, đặc biệt là từ camera trên xe. Nhưng điều này khiến tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong lĩnh vực này. Sẽ có các phương tiện bay. Hiện đã có các phương tiện bay được bán sang Trung Á, được bán sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đã có hợp đồng. Có những chiếc taxi bay đã tồn tại. Tất cả những cuộc thảo luận rằng đây chỉ là chuyện vớ vẩn, rằng đây là tương lai xa xôi. Thực ra, tương lai đó đã tồn tại ngay tại Trung Quốc. Và chúng tôi không phải là duy nhất, không chỉ có trường đại học của chúng tôi đang làm việc trong lĩnh vực này. Nhiều công ty nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong lĩnh vực này và thực tế là sẽ cần có động cơ. Như tôi đã nói, mỗi loại cần một động cơ được phát triển riêng. Mỗi công ty đặt hàng động cơ đều cần sự độc quyền. Do đó, sự độc quyền này chỉ có thể được phát triển cho từng công ty cụ thể. Tài liệu sẽ được chuyển giao, dây chuyền sản xuất và họ sẽ xử lý sau. Hoặc là Sovelmag sẽ thực hiện sản xuất và chế tạo. Hoặc là Victor có thể sẽ nhận được giấy phép sản xuất và sẽ cấp giấy phép, hoặc sẽ trả tiền cho việc sản xuất những động cơ như vậy. Tức là, cụ thể là, các phương pháp sẽ là việc hoàn trả tiền từ Sovelmag hoặc là thanh toán khi đặt hàng động cơ điện hoàn toàn từ đầu đến chu trình sản xuất hoàn chỉnh, hoặc có thể là một cách chi tiết hơn và rõ ràng. Thứ hai, nếu các động cơ đã sẵn sàng giống như những động cơ đang được sử dụng, chúng đã được phát triển, có nghĩa là có thể sẽ có những cơ sở hợp đồng nào đó cho việc sản xuất theo giấy phép với một số điều chỉnh, vì sẽ cần phải điều chỉnh cả thân máy, cần phải điều chỉnh cả hệ thống làm mát và những thứ khác. Nhưng chúng ta cần phải ra ngoài, thực hiện những bước đầu tiên trên thị trường, cho thấy rằng chúng ta có thể. Vì vậy, triển vọng của Sovelmag sẽ phát triển mạnh mẽ ngay khi những đơn hàng đầu tiên được thực hiện. Bởi vì khi khách hàng bắt đầu tự nhìn thấy những phương tiện giao thông này, thì đơn đặt hàng sẽ đến, tức là những gì chúng tôi đang trình bày hiện tại chỉ là mẫu của những thứ này. Có quá nhiều quảng cáo, vậy tại sao động cơ của bạn không được Tesla, BYD và các công ty khác chấp nhận? Bất kỳ công ty lớn nào cũng hoạt động trong một công ty lớn, đó chỉ là những người ngu ngốc đặt ra những câu hỏi như vậy. Ai chưa từng đến các tập đoàn, chưa nói chuyện với ban quản lý của các tập đoàn, họ cần gì? Họ cần sự ổn định. Các dây chuyền sản xuất hiện có đang sản xuất những động cơ này. Họ có thể mua sắm và yêu cầu bất cứ lúc nào với số lượng lớn. Chúng tôi không có điều đó. Những người quen tạo ra một sản phẩm trong gara và sau đó đề xuất Tesla sẽ quan tâm. Tất cả những điều này đều là vớ vẩn. Xin lỗi vì cách diễn đạt tôi không quen nói như vậy, nhưng thực sự những người ngu ngốc này làm tôi phát điên. Chỉ đơn giản là xin lỗi, nhưng không thể gọi khác được, như một cái nhà trẻ. Những người hoàn toàn không biết gì và chỉ ngồi bên chiếc TV với một lon bia,
nhìn vào chiếc Tesla đang chạy và nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể chế tạo động cơ và đến nói với Elon Musk rằng hãy lấy động cơ tốt của tôi. Tôi đã từng ở Porsche và Volkswagen. Đúng vậy, tôi đã nói chuyện với các nhà máy. Và tôi trả lời rất đơn giản, bạn sẽ không cung cấp cho tôi động cơ với mức giá mà tôi mua EBB, đúng không? Tôi không có những năng lực sản xuất như vậy, và Sovelmaz cũng không có. Cần phải đạt được cấp độ này để chúng tôi có thể đạt được những cấp độ tương tự như những cấp độ đó. Đây là những đơn hàng đầu tiên. Khi một buổi hòa nhạc lớn đặt hàng, dù có thể nhỏ, nhưng sau đó sẽ ngày càng lớn hơn. Có nghĩa là cần phải thực hiện không chỉ một bước, mà là nhiều bước, để tạo ra sự gia tăng vốn mạnh mẽ cho Sovelmaz.